Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng giá trị thị trường được điều chỉnh theo lạm phát của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế theo thời gian. Nó được quy ước là tỷ lệ phần trăm tăng của tổng sản phẩm quốc nội thực tế, còn gọi là GDP thực tế. Sau đây, chúng ta sẽ liệt kê 20 quốc gia châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực. Vị trí 20. Georgia. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4,6%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 17,2 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 19. Armenia. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4,65%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 13,1 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 18. Malaysia. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4,7%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 373,4 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 17. Brunei. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4,8%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 13,3 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 16. Bhutan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4,85%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 15. Uzbekistan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 5%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 49,2 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 14. Kazakhstan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 5,1%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 7,7 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 13. Indonesia. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 5,2%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 1.100 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 12. Trung Quốc. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,2%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 14.220 tỷ đô la Mỹ. Vị trí 11. Turkmenistan. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,3%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 50,35 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 10. Mongolia. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,31%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 9. Maldives. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,32%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 8. Myanmar. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,4%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 65,6 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 7. Philippines. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,5%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 356,6 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 6. Nepal. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,51%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 28,9 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 5. Việt Nam. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,6%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 260,9 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 4. Nước Lào. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,7%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 20,1 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 3. Campuchia. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 6,8%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 26,9 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 2. Bangladesh. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 7,3%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 314,6 tỷ đô la Mỹ. Vị trí số 1. Ấn Độ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 7,31%. Tổng sản phẩm quốc nội đạt 2.970 tỷ đô la Mỹ. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Nếu bạn thấy đoạn phim này hữu ích thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký để khuyến khích chúng tôi tạo thêm nhiều phim khác nhằm mục đích chia sẻ kiến thức.